trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay bên em có đi nâng cấp và lắp đặt cho chú Lệ ở Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Chú ấy lấy sản phẩm bên em là một chiếc vang số DB Acoustic S690 với giá là 5.200.000 đồng. Đây, em xin quay không gian có hình chú này. Chú để một không gian riêng ở dưới nhà, giải trí ở dưới nhà. Nhà ấy chú dùng một đôi loa Bass 25 là 3G audio này và một đôi loa BMW 450C. Bây giờ em sẽ quay thử máy cho các bác xem nhé. Cái tưởng là đằng trước, đằng sau ạ. Đây là con vang ạ. Nhà chú ấy dùng một chiếc quản lý nguồn Z-Sound HF77 và một bộ mic PBS A1 và một lưng tiếng TD Acoustic CV600 và một lọc Yamaha và một chiếc đẩy PKM 6.5 và một chiếc đẩy cũng hai kênh, và chắc là con này cho 650W một kênh, con này thì chắc là tầm 900W Pro mà. Đây, chú dùng một con súp CA sao đây nhá các bác nhá. Đây, bây giờ thì anh em sẽ vào đầu lối và setup cho chú. Mời các bác cùng nghe một bản nhạc Zumba em vừa ghép xong cho chú hậu xong nhé, qua nhé. Để nâng cấp một chiếc vang số DB Acoustic S900 và bộ dàn là chú ấy. Chú ấy bên Hiếu Minh bên em là vài hôm nữa chú sẽ đổ một đôi loa DB Acoustic PK12 Bass 30 nhé, với giá là 12.500.000 đồng. Chắc là em phải lên gặp chú một lần nữa các bạn. Đường đời nhịp mơ và nếu về đâu, mong chờ duyên kịp đưa lối bắt cầu. Anh ơi nhắc lại phút xưa gặp thay con vang này vào như nào chú? Chú ơi, chú cảm nhận thay con vang này vào như nào? Vừa vang này vào chiều nào tiễn nhau đi khi bóng người
chiều sương xuống, tâm tư cô đơn trách con tâm nắng sao đầy. Em yêu thương đi đến nơi nào cánh đôi tình, bao nhịp nỗi tình trăm nghìn mối rồi chán trải.